hay ốp lưng kim sạc dự phòng đó, nó dày vậy nè nha, dung lượng là 7000 mAh. Này là sử dụng cho iPhone 7 LED. Khi nào mình sạc á là sẽ nhấn vô cái này. Đó, được 3 3 cục pin là tương đương là khoảng 75%. Này mình mua 600 780.000. Là giờ đang sạc. Khi nào mình muốn ngưng sạc á, mình nhấn hai cái là nó sẽ tắt. Đó. Đó, cái ốp. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn cái ốp này vô. Là cái này nó có cái chân nè, mình sẽ gắn cái chân nó vô đây. Đó, khi gắn cái chân vô rồi thì sẽ đẩy mạnh vô. Rồi bây giờ sẽ gắn cái phần đầu này vô nha. Đó, vậy là xong. Đó, bây giờ cái điện thoại mình nó sẽ dày như vậy. Đó, về cái này nè nha. Đó. Rồi mình sẽ bật sạc lên thử nha. Nhấn một nút. Rồi, máy báo sạc. Nhấn hai lần là tắt, không sạc nữa. Đó. Này giờ mình nhấn một lần nè. Đó là nó sạc. Nhấn hai lần là nó tắt, không sạc nữa. Theo như thông tin kỹ thuật của sản phẩm á, thì cái ốp lưng này nè, nó sẽ ưu tiên cho sạc điện thoại trước. Sau khi sạc điện thoại đầy rồi thì nó mới sạc tới cái ốp lưng. Thì mình ghim vô mình sạc thử á, thì mình thấy là khi ghim vô sạc á thì cái điện thoại nó vẫn báo sạc. Và cái cục pin của cái đèn báo pin của cái ốp lưng này á, nó cũng chớp chớp luôn. Đó, khi mà mình ghim sạc vô thì mình không có tắt được, là nó sẽ tự nó hiện lên cái sạc này. Mình chưa biết là nó ưu tiên sạc cho điện thoại trước thì nó sạc nhanh hay chậm. Tại vì mình cũng mới mua, mình cũng chưa biết nữa. Để mình xem cái mình test cái dòng sạc của nó thử. Bình thường á là mình test là thấy là dòng sạc khoảng 700-800 mAh. Không biết là qua cái ốp lưng này thì nó sạc dòng khoảng bao nhiêu. Nếu sạc khoảng 700-800 mAh thì nó cũng ok, cũng tốt, không có ảnh hưởng gì đến điện thoại. Chỉ sợ là nó sạc 200-300 mAh thì mình sạc nó sẽ thời gian sạc nó sẽ lâu hơn thôi.
Tuy là nó mình thấy nó bự nhưng mà nó cũng tiện hơn là mình cầm cái cục sạc dự phòng dây đồ nó vướng lắm. Cái này thì mình thấy nó đỡ vướng hơn nè. Khi nào mình cần sạc thì mình đi cho mình sạc thôi. Mình cũng bỏ túi được, không nó cũng không nặng lắm. Vừa vừa. Thì ai mà có nhu người nào mà có nhu cầu sử dụng điện thoại nhiều á thì cần hoạt động hiệu suất cao á thì mua cái cục này được. Vừa vừa là ốp lưng luôn, vừa là cái sạc dự phòng. Không cần phải cầm theo cục cộng dây nè. Cái này cái khoảng cách của cái mặt tiếp xúc với camera thì rất là xa. Này mình cũng không có cần phải mua cái cường lực camera làm gì. Này thì nó khoảng cách nó xa quá rồi. Khó có cái nào mà đụng tới camera được trừ khi mình đâm mình chọt vô thôi. Đó. Mình để vậy camera nó cao lên một khúc vậy nè. Không khi nào mà đụng camera được. Cái này cục này 7.000 mAh, nếu dung lượng thực tế là 7.000 thì rất là ok luôn. Nếu như 7.000 thì 7.000 mAh thì cái này sẽ sạc cho cái iPhone được khoảng 2 lần. 2 lần đến 2 lần rưỡi. Tại vì cục pin của cái 7 led của mình đó là mình nâng nâng cấp lên dung lượng là tới 3.200 rồi. Dung lượng của cục pin zin á là 2.900, mà cái này mình nâng lên là mình thay cục pin tăng dung lượng á là 3.200, thì 2 lần 3.200 là 6.400. 6.400 thì còn lại khoảng 600 mAh. Đó thì cái ốp lưng này nếu như đạt chuẩn đủ 7.000 mAh thì sẽ sạc được cái iPhone này khoảng 2 lần rưỡi, không tới 2 lần rưỡi, khoảng 2 lần. 2 lần với 20% cỡ đó. Cái sạc qua cái cục này thì test hơi lâu ha.
Cái này nếu như còn iOS 9 á, thì test nó sẽ nhanh hơn. Mình chỉ cần ghim vô khoảng 5 giây là mình biết được là dòng sạc nó bao nhiêu ampere rồi. Còn cái này, cái sử dụng cái phần mềm này thì nó sẽ lâu hơn nhiều. Nó chết tốn thời gian. Để mình test thử cái cọng dây khác nha. Rồi, mình sẽ test với cọng dây khác. Khoảng 3 đến 5 phút thì để mình test với cái cọng dây zin thử coi nó có nhanh hơn không nha. Tại vì nhiều khi nó do cái dòng sạc không không chuẩn á, nên nó sẽ chết lâu hơn tí xíu. À, cái ốp lưng này á là sử dụng được cho iPhone 6, 6 Plus, 6S Plus, 7 Plus và 8 Plus luôn nha. Nó không phải là nó chỉ riêng cho cái 7 Plus không, mà nó sử dụng cho được cái 6S Plus, 7 Plus, 8 Plus. Nó cũng mát nha, không có nóng, hơi ấm ấm thôi, không có nóng.
Sạc bằng cái cục này test hơi bị lâu luôn nha. Không biết là test được hay không. Rồi, sạc quá chậm nha. Chỉ có 2266 mAh thì sẽ sạc cái điện thoại này rất là lâu.